đây là một chiếc giường. Thì tí nữa anh sẽ nói về tên của nó sau, thì tất cả các bộ sưu tập đều có tên gọi của nó. Đây, vật liệu gỗ đưa vào là gỗ gõ đỏ ba chi. Đây là gỗ thuộc nhóm 1. Gỗ này nó rất chắc. Đặc tính của nó là ít cong vênh, ít co ngón, và nó chịu được cái thời tiết của Việt Nam. Gõ đỏ này là của Cameroon, nhập khẩu từ Cameroon về. Sau 12 năm ấy, mà Panama dùng để đưa vào sản phẩm ấy, đấy là vàng Ý, vàng 24K. Có một lớp phủ bề mặt của nó có thể tồn tại vài chục năm mà cũng không bị phai màu. Và đặc biệt nữa là cái lớp phủ bóng này của Panama rất đặc biệt. Thường có thể là lấy móng tay cạo, không chảy xước. Thì cái sơn này ấy, thì công ty nhập cái phụ gia ấy, thì nhập từ bên Mỹ về. Còn sơn nhập từ bên Đức về. Anh sẽ không thể nào tiết lộ cho Hương và mọi người biết được về cái hãng sơn này. Đây là cái bí truyền của công ty. Nhưng mà có cái này là hiện giờ Panama là đơn vị duy nhất sơn được công nghệ sơn bóng mà như trên các siêu xe ấy. Để mà tạo ra một bức tranh này ấy, anh và rất là nhiều họa sĩ của công ty đã là nghiên cứu rất là kỹ lưỡng để làm sao nó phù hợp các cái hoa văn này. Em có thể nhìn thấy các hoa văn này, thì nó phù hợp với các cái đường nét hoa văn đục chạm ở trên này. Và đặc biệt nữa là các cái phối màu của Nuvani ấy, nó làm sao các cái màu nó trầm ấm, nó không bị rực quá. Và đặc biệt như Hương có thể nhìn thấy này, các cái nụ hoa ấy, các cái bông hoa ấy, nụ hoa sẽ là một cái là kết hợp với bảo ngư. Còn đây là thảm ốc và ngọc trai, thì tạo cho một bức tranh nó có nhiều màu sắc, nó sinh động nhưng mà nó đều có thể liên kết lại được với nhau. Anh luôn nghĩ những cái đặc biệt cho khách hàng, và đặc biệt nữa là họ muốn mang cái sản phẩm của họ ấy, mang tính cá nhân của họ cao, thế nên anh tạo ra sự khác biệt.